Thúy Vân xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với thời lượng của bản tin 24 giờ. Trong chương trình ngày hôm nay có những tin tức đáng chú ý nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, khi mà cả thế giới vẫn chưa thể chiến thắng được cơn đại dịch thế kỷ mang tên Covid-19, thì chỉ trong khoảng thời gian hơn một tháng trở lại đây, chúng ta lại phải tiếp tục chứng kiến nhiều thảm họa thiên nhiên chưa từng thấy trong quá khứ. Từ nắng nóng kỷ lục, cháy rừng đến lũ lụt bất thường. Thiệt hại sau những cơn thịnh nộ của thiên nhiên là rất lớn, đôi khi nó còn để lại những ký ức khó phai đối với những người bị ảnh hưởng. Điển hình nhất có thể kể đến những trận mưa lũ đã xảy ra ở khắp nơi trên thế giới trong những tuần qua. Trung Quốc là đất nước phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất vì thiên tai chồng thiên tai, cùng lúc phải đón nhận trận lũ lụt nghìn năm có một và một cơn siêu bão pháo hoa. Nhưng không chỉ là Trung Quốc, hàng loạt các quốc gia từ Ấn Độ, các nước Đông Nam Á như Philippines, Myanmar đến tận các quốc gia Tây Âu như Anh, Bỉ, Đức, Hà Lan đều đang chìm trong biển nước. Thế giới vẫn chưa kịp phục hồi sau đại dịch Covid-19 và sự xuất hiện liên tiếp của những trận thiên tai này chắc chắn sẽ khiến nhiều người lo sợ cho tương lai của nhân loại. Xác động vật thối rữa la liệt tại Hà Nam sau trận lũ lụt lịch sử ở Trung Quốc. Dịch bệnh có nguy cơ bùng phát tại tỉnh Hà Nam sau khi trận lũ lụt lịch sử quét qua hồi tuần trước, làm chết hơn 1 triệu con gia súc và gia cầm. Hiệp hội chăn nuôi Trung Quốc cho biết, các trang trại ở huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong bối cảnh xác động vật thối rữa la liệt sau trận lũ lụt chưa từng có vừa qua. South China Morning Post đưa tin, cơ quan này tuần vừa qua kêu gọi các tổ chức cá nhân đóng góp thuốc sát khuẩn để giúp khử trùng các khu vực có nhiều động vật chết, tránh nguy cơ bị dịch bệnh bùng phát. Đợt mưa kỷ lục tuần trước đã khiến cho Hà Nam đối mặt với trận lũ quét tồi tệ chưa từng có trong hàng trăm năm, khiến cho ít nhất 71 người thiệt mạng. Hơn 1 triệu con gia súc gia cầm đã chết trong trận lũ kỷ lục, khoảng 1.678 trang trại chịu ảnh hưởng bởi trận lũ lụt. Trong một bước đi nhằm ngăn chặn dịch bệnh, nhà chức trách huyện Thang Âm đã phải ra lệnh tiêu hủy 210.000 con vật, trong đó có 3.956 con lợn. Trước đó, lũ lụt đã làm chết 380.242 vật nuôi tại huyện này. Hiệp hội chăn nuôi Trung Quốc cho biết, xác động vật chất là nguồn khởi phát cho dịch bệnh. Chủ một doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Hà Nam cho biết, cần một số lượng lớn thuốc sát khuẩn để đối phó với nguy cơ dịch bệnh lây lan. Trận lũ lịch sử xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với dịch tả lợn châu Phi, khiến cho đàn lợn nước này chịu thiệt hại nặng nề. Mưa lớn và lũ lụt là nguyên nhân khiến cho dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh. Tuần trước, Bộ Nông nghiệp của Trung Quốc khuyến cáo chính quyền địa phương tại tỉnh Hà Nam chủ động có biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh trên vật nuôi sau khi lũ lụt như tiêu hủy xác động vật và phun thuốc khử trùng, thoát tim màn giải cứu hai xe buýt chứa 71 người trong nước lũ cuồn cuộn ở Trung Quốc. Nhiều người dân thường đã tham gia giúp đỡ, thậm chí cứu được nhiều mạng người trong trận lũ lụt kinh hoàng ở miền Trung Trung Quốc. Tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, có một người thợ cơ khí đã cứu những hành khách bị mắc kẹt bên trong hai chiếc xe buýt trong những giờ phút nguy hiểm nhất. Phóng viên của tờ CGTN Trung Quốc đã có cuộc đối thoại với người anh hùng này. Hôm thứ Hai, hai chiếc xe buýt chở 71 thực tập sinh tại Trường Đại học Hàng không Vũ trụ Trịnh Châu đã bị mắc kẹt trong dòng nước lũ đục ngầu và ngày càng dâng cao ở thành phố Củng Nghĩa. Lưu Đông Vang, một thợ cơ khí sống ở thị trấn gần đó đang trú mưa gần khu vực xảy ra sự việc. Anh đã nhờ người dân địa phương tìm cho anh một chiếc xe ủi đất. Tàn lại khoảnh khắc giúp đỡ người dân, anh nói, đá và lũ lụt khiến cho việc di chuyển rất khó khăn. Tôi càng đến gần chỗ nhóm thực tập sinh, nước thì càng sâu. Tôi đã cố gắng giảm tốc độ một chút. Chứng kiến cảnh tượng này, đám đông người dân đều thầm cầu nguyện cho anh Lưu giữa lúc nước ngày càng dâng cao. Trận lũ không cho phép nhóm hành khách đập vỡ cửa kính trước, tất cả đều thoát ra bằng lối không khí trên nóc xe. Sau khi nhảy xuống cầu xúc của ủi, một nhân chứng sống trong chiếc xe buýt nghẹn ngào kể lại, mọi người đều muốn sống, thành thực mà nói như vậy. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Nhân chứng này đã không kìm được nước mắt khi nhớ lại vụ việc. Anh Lưu đã di chuyển qua lại một giờ đồng hồ để đưa mọi người từ chiếc xe buýt đầu tiên đến khu vực an toàn. Sau khi được ngồi trên chiếc xe đầu tiên, tôi cảm thấy tự tin và bớt sợ hãi hơn. Chiếc xe buýt thứ hai khó tiếp cận hơn, nhưng anh Lưu nói rằng anh vẫn quyết tâm cứu được mọi người. Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều trong tình huống nguy cấp này. Họ có thể rơi xuống nước và chiếc xe buýt có thể bị lật bất cứ lúc nào. Tôi tin rằng mọi người ở đó cũng sẽ làm như vậy và cố gắng cứu họ. Tất cả đều nhìn tôi và tự tin sẽ cứu được tất cả. Tôi lái xe tới gần chiếc xe và cố định vị trí của cổ xúc. Anh Lưu cho biết, việc cứu mạng người lúc nguy khó là cách anh trả ơn cộng đồng. Khi nhà tôi bị ngập, người dân đã tới cứu mẹ tôi và các con tôi, nên tất nhiên tôi cũng phải cứu người khác. Cửa hàng cơ khí của anh Lưu đã bị hư hỏng nghiêm trọng khi lũ lụt, thiệt hại ước tính lên tới 30.000 đô la, khoảng 700 triệu đồng. Trung Quốc vừa hứng chịu lũ, vừa hứng chịu bão cát kinh hoàng. Hôm qua ngày Chủ nhật, Trung Quốc đã hứng chịu cơn bão pháo hoa đổ bộ lần thứ hai vào nước này. Chỉ sau một ngày, ít nhất 18 sân bay ở khu vực này đã bị ảnh hưởng. 1,65 triệu dân ở tỉnh Chiết Giang đã được sơ tán. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết,
khu vực miền đông của Trung Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất khi bão pháo hoa đổ bộ lần hai vào buổi sáng và đã gây ra mưa lớn. Bão đã đổ bộ vào khu vực gần thành phố Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang vào lúc 9 giờ 50 sáng với gió giật cấp 10. Trước đó, cơn bão có đường đi phức tạp này đã đổ bộ một lần vào tỉnh Chiết Giang trưa ngày thứ Bảy. Để đảm bảo an toàn, ít nhất 1,65 triệu dân ở tỉnh Chiết Giang đã được sơ tán từ trước. Tất cả các tàu cao tốc đi qua thành phố Thượng Hải, Hàng Châu, Ninh Ba đều đã dừng theo dịch vụ. Tính đến 9 giờ 30 ngày Chủ nhật, có 9 trạm quan sát lũ lụt chính ở thành phố Gia Hưng của tỉnh Chiết Giang có mực nước vượt quá cảnh báo. Đến nay, bão pháo hoa đã ảnh hưởng tới 114.000 người ở thành phố Gia Hưng, phá hoại hoa màu, gây tổn thất kinh tế trực tiếp hơn 4,67 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 721.000 đô la. Tại Thượng Hải, bão pháo hoa đã khiến cho 19.560 cây bị bật gốc, gây ngập lụt ở một số khu vực đất trồng trọt rộng lớn trong 2 ngày qua ở quận Kim Sơn của thành phố này. Hôm Chủ nhật, quận Kim Sơn đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cao nhất với lũ lụt. Chia sẻ tờ báo Hoàn Cầu, một người dân trong thành phố này cho biết bà đã mua sẵn số thực phẩm và nhu yếu phẩm, đồ dùng trong 3 đến 4 ngày. Trong bối cảnh nhiều cửa hàng và siêu thị đã ngừng hoạt động tại thành phố Dư Diêu thuộc tỉnh Chiết Giang, lượng mưa trong 3 ngày qua tương đương 37 lần lượng mưa nước Tây Hồ. Hồ nước ngọt nổi tiếng ở thành phố Hoàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Hồ này có diện tích 6,38 km2 và có sức chứa 14.000 mét khối nước. Trong khi đó, một cơn bão cát tràn vào thành phố Đôn Hoàng ở rìa sa mạc Gobi, phía tây bắc của nước này, tạo nên một bức tường cát cao hơn 100 mét. Theo South China Morning Post, cơn bão cát đã tấn công thành phố nằm trên con đường tơ lụa cổ kính vào khoảng 15 giờ ngày thứ Bảy theo giờ địa phương. Cảnh tượng như ngày tận thế ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc được người dân quay lại và chia sẻ trên Twitter. Trong video, các tòa nhà cao tầng dường như bị nuốt chửng trong đám mây cát bụi khổng lồ đang từ từ di chuyển vào thành phố. Cảnh sát buộc phải đóng cửa các con đường chính, yêu cầu các tài xế chờ trong khu vực dừng nghỉ khi tầm nhìn giảm xuống dưới nửa mét. Tuy nhiên, những khách du lịch đến công viên tự nhiên đụn cát Misa và hồ Bán Nguyệt Đôn Hoàng để ngắm hoàng hôn đã không kịp phòng ngừa cơn bão cát. Họ buộc phải túm tụm lại với nhau, đeo kính và khẩu trang để bảo vệ mình khỏi cát. Ông Quy In, một hướng dẫn viên du lịch cho biết, khi họ khởi hành, bầu trời vẫn đang trong xanh và tất cả dấu hiệu đều cho thấy đó sẽ là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Song sau đó, gió đột nhiên nổi lên tạo ra những cơn bão cát khủng khiếp. Truyền thông địa phương dẫn lời một người dân ở thành phố trên và cho biết, bão cát đến một cách đột ngột và quét qua thành phố này chỉ trong 5 hoặc 6 phút. Đôn Hoàng là nơi có một số địa điểm du lịch nổi tiếng, trong đó có sa mạc cát cao. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Theo truyền thông Trung Quốc, bão cát xảy ra thường xuyên tại đây vào mùa xuân hàng năm, song hiếm khi xảy ra vào mùa hè. Vừa qua, khi thiên tai bão lũ hành hành tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, các thông tin liên quan tới chủ đề này đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Lợi dụng điều này, một nhóm người đã liên tục phát livestream trên mạng với chủ đề cập nhật tình hình bản thân khi sống ở vùng mưa bão. Những người trong livestream nói đều có một khẩu hiệu giống nhau. Hôm nay trời mưa rất to, tôi cảm giác như lượng mưa của một năm đều dồn cả vào ngày hôm nay vậy. Các bạn à, hiện tại tính mạng của tôi tuy không có gì nguy hiểm, nhưng cũng chẳng thể nói trước được rằng tôi có thể sống qua ngày hôm nay hay không. Cảm ơn các bạn vì đã xem livestream và tặng quà ủng hộ. Nhà máy iPhone của Trung Quốc thưởng kỷ lục cho công nhân sau đợt lũ. Tỉnh Hà Nam Trung Quốc vừa trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng, khiến nhiều nhà máy Foxconn, đối tác của Apple tại thành phố Trịnh Châu phải đóng cửa. Nhiều công nhân tạm thời nghỉ việc. Theo tờ South China Morning Post, nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới đang trong giai đoạn tăng cường sản xuất nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt iPhone 13. Hôm thứ Sáu, nhóm kinh doanh sản xuất kỹ thuật số EDBBG, bộ phận chịu trách nhiệm lắp ráp iPhone của Foxconn, đã treo mức thưởng lên đến 1.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1.542 đô la cho những công nhân sẵn sàng làm việc sau mưa lũ. Theo đánh giá của South China Morning Post, đây là mức thưởng cao nhất từ trước đến nay của nhà máy. Thông tin tuyển dụng mới nhất của Foxconn cho biết, các công nhân mới của EDBBG sẽ nhận được khoản tiền thưởng là 8.500 cho đến 9.500 nhân dân tệ khi việc làm trên dây chuyền sản xuất trong 90 ngày. Nếu giới thiệu thành công nhân viên mới, công nhân sẽ được thưởng thêm 500 nhân dân tệ, nâng tổng mức tiền thưởng lên tới 10.000 nhân dân tệ. Foxconn đặt ra mức tiền thưởng cao kỷ lục vì cần hoàn thành chỉ tiêu sản xuất trước khi Apple ra mắt iPhone mới. Sự kiến diễn ra vào tháng tới. Giám đốc điều hành công ty đầu tư Westwood Securities Dan Ales cho biết Apple đặt mục tiêu sản xuất từ 130 đến 150 triệu chiếc iPhone trong nửa cuối năm 2023. Đồng thời, chuỗi cung ứng của Apple ở châu Á cần xuất xưởng từ 90 đến 100 triệu máy iPhone 13 để đáp ứng các đơn đặt hàng ban đầu. Tuy nhiên, trận lũ lụt nghiêm trọng đã khiến cho việc sản xuất trở nên khó khăn. Foxconn buộc phải cho công nhân ở huyện Trung Miêu, thành phố Trịnh Châu nghỉ việc ít nhất 3 ngày. Theo tờ 21 Center Business Hustlet, nhà máy sản xuất smartphone ở Trung Miêu vẫn hoạt động bình thường. Foxconn có 250.000 công nhân làm việc tại 3 cơ sở ở Trịnh Châu,
nơi được mệnh danh là thành phố iPhone. Vào mùa cao điểm, số lượng nhân viên có thể vượt quá 300.000 người. Công ty này cho biết sẽ hoạt động ở mức đỉnh điểm sau trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra vào hôm thứ Hai. Bản tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị có những ý kiến, hãy để lại trong phần comment ở bên dưới bình luận để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.